Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai. Thưa quý vị và các bạn, trong ngày hôm nay, khối không khí lạnh lệch đông ra phía biển. Miền Bắc trời vẫn còn rét đậm, bao trùm toàn bộ vùng đồng bằng. Còn rét hại xảy ra ở các tỉnh vùng núi và trung du. Dự báo trong đêm nay, ở Bắc Bộ trời tiếp tục rét, vùng đồng bằng có nơi rét đậm, vùng núi và trung du rét đậm có nơi rét hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 14 đến 17 độ, vùng núi từ 11 đến 14 độ, vùng núi cao có nơi dưới 9 độ và có khả năng xảy ra băng giá mưa tuyết. Sang đến ngày mai, miền Bắc khô ráo hơn, ở phía Tây Bắc Bộ trời còn có nắng về chiều. Nền nhiệt cao nhất trong ngày mai sẽ tăng lên ngưỡng từ 24 đến 27 độ. Trong khi đó, ở khu vực phía Đông Bắc Bộ, nhiệt độ vẫn thấp chỉ từ 17 đến 20 độ. Tác động vẫn tiếp tục xảy ra trên diện rộng, riêng ở khu vực vùng núi và trung du có nơi rét hại. Dự báo từ thứ bảy tuần này, tức là nhằm ngày 19 tháng 2 sắp tới, sẽ có thêm một đợt không khí lạnh mới tăng cường xuống nước ta. Tình trạng rét đậm rét hại tiếp tục xảy ra ở vùng núi phía Bắc. Lưu xuống khu vực miền Trung, trong ngày hôm nay, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở Trung Trung Bộ. Dự báo trong đêm nay, dọc từ Thanh Hóa trở vào đến Ninh Thuận sẽ có nhiều mây và mưa rải rác nhiều nơi, cục bộ có nơi có mưa vừa mưa to. Sang đến ngày mai, khu vực các tỉnh vùng từ Nghệ An trở vào cho đến Quảng Ngãi vẫn chịu tác động của không khí lạnh, trong khi vùng từ Bình Định trở vào đến Phú Yên lại chịu ảnh hưởng của nhiễu động cơn đới gió đông. Do chịu tác động của khối không khí lạnh và nhiễu động đới gió đông, nên nền nhiệt cao nhất trong ngày mai ở miền Trung tăng dần từ Bắc vào Nam. Các tỉnh thành phố từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh giảm xuống chỉ còn 15 đến 18 độ, trời vẫn ở mức cận rét đậm. Trong khi ở khu vực từ Quảng Bình trở vào đến Thừa Thiên Huế, nhiệt độ dao động từ 19 đến 22 độ, trời rét. Các tỉnh thành phố từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi, nhiệt độ chỉ còn từ 24 đến 27 độ, trời lạnh. Các tỉnh Bình Định trở vào đến Bình Thuận, mưa nắng gián đoạn nên nhiệt độ cũng dao động từ 28 đến 30 độ. Lưu xuống khu vực phía Nam, nhiệt độ trong đới gió đông cũng tác động đến khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, làm cho cả hai khu vực này trong ngày hôm nay và ngày mai nắng giảm mây nhiều. Về chiều tối và đêm, ở vùng cao Tây Nguyên, cục bộ có nơi có mưa. Trong khi đó ở Nam Bộ, vùng ven biển miền Tây cũng sẽ có mưa rải rác. Những cơn mưa dù không quá lớn, nhưng nó cũng làm cho nền nhiệt trong ngày ở vùng cao Tây Nguyên giảm xuống chỉ còn từ 28 đến 31 độ. Các tỉnh Nam Bộ nhiệt độ cũng hạ xuống còn từ 31 đến 34 độ. Nắng nóng ở các tỉnh miền Đông không còn nữa. Chuyển sang thời tiết trên biển, dự báo trong đêm nay và ngày mai, do ảnh hưởng của di động của đới gió đông, khu vực biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, vùng biển phía Nam của biển Đông bao gồm cả khu vực huyện đảo Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, làm cho tầm nhìn xa bị giảm thấp xuống dưới 10 km. Ngoài ra, ở khu vực biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6 khiến cho biển động nhẹ. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển là cấp 2.